Xin chào các bác. Đây là một cái bơ. Rồi đó, thấy bộ tay cành này khác gì cây bonsai. Cái bơ quá đặc biệt, vẫn còn đang trên xe cộ từ trong Đắk Lắk ra. Hôm nay nó ngược lắng. Rồi, tay này đang rơi hết bao ra để phun thuốc chống lấm. Và xong bắt đầu mới cẩu xuống để bảo quản để... Một con cò chậm được 4 cây. Đấy, em quay cho các bác biết nó nào có nhu cầu về cây công trình. Đặc biệt nhất là cây bơ này, hai bác này đang dỡ cái vỏ bao ra để tí nữa phun thuốc chống lấm xong là bắt đầu kích mầm và cẩu xuống. Tay cắt giật như bonsai tụt dịt. Mình nhìn thực tế thì cảm thấy nó hoành tráng, quá hoành tráng rồi, cắt giật thì quá kỹ. Không khác gì xanh xì cắt giật mấy chục năm. Hôm nay thời tiết nó ngược lắng quá, coi nó không được kỹ. Một xe cọp chở được 4 cây. Nguyên từ cước từ trong ra đã mất 60 rồi. Tổng này nha, bác nào mà có nhu cầu thì chuyên cây công trình. Quay toàn cảnh rất nhiều các loại, không thiếu một loại gì, to nhỏ các bác liên hệ nhá. Lần nữa em quay lại cái tổng bóng của cây này, cây bơ nhá. Xin chào các bác.